Ba kẻ lưu manh. Xưa ở ngôi làng nọ, có một ông lão rất thạo nghề trồng và chăm sóc hoa. Khu vườn của ông lão rất nhiều loài hoa quý hiếm. Ông lão yêu hoa hơn cả sinh mệnh của mình. Nhanh lên, chạy nhanh lên. Ông ơi, cho chúng cháu vào vườn của ông chơi với nhé. Được, nhưng nhớ không được bẻ cành ngắt lá đâu nhé. Dạ vâng ạ. Hay thích quá. Ôi chào, nhiều loài hoa đẹp quá. Chà chà, vậy là mùa xuân cũng đã đến rồi. Vườn hoa của ta đã được khoác lên một sức sống mới. Ông ơi, ở đằng kia có một toán người hùng hổ đi đến dập nát cả vườn hoa ông ạ. Có gì đẹp chứ mà thiên hạ không ngớt lời khen vườn hoa của ông lão là sao? Dừng lại ngay. Ông cấm được bọn ta sao? Ở cái làng này ta muốn làm cái gì mà chẳng được. Chúng mày đâu, phá nát khu vườn này cho ta. Những bông hoa xấu xí này có gì mà thiên hạ cứ ngợi ca cơ chứ. Dừng lại mau. Phá nát luôn cả khu vườn này nữa. Đồ độc ác, tại sao chúng lại nỡ phá nát những cây hoa cơ chứ? Ôi, bao nhiêu công sức và tâm huyết của ta, trời ơi là trời. Ông lão, xin đừng khóc nữa. Cô gái, cô là... Ông lão, xin đừng buồn nữa, ta đã có cách giúp những cây hoa này trở lại tươi đẹp, thậm chí còn rực rỡ hơn cả trước nữa. Thật, không thể nào. Xin ông hãy mang một xô nước lại đi. Thật là kỳ lạ làm sao. Chà chà, kỳ lạ quá. Hãy nhìn kìa, khu vườn kia có những bông hoa thật rực rỡ sắc màu. Kỳ lạ quá, mỗi bông hoa lại có nhiều sắc màu rực rỡ nữa chứ. Không biết ông già kia đã làm gì với cái vườn hoa tan hoang của lão. Chắc lại đang ngồi khóc hết nước mắt cũng nên. Thật kỳ lạ, hôm qua còn tan hoang, vậy mà nay đã... Lão này đúng là có ma thuật rồi. Bọn mày đâu? Mau mau trói lão già đó lại cho tao. Mau lên. Thả ta ra. Các người định làm gì vậy? Khu vườn tuyệt đẹp này giờ đã là của ta rồi. Bay đâu? Mau mau bày rượu ra đây cho ta. Ta vừa uống rượu vừa thưởng hoa. Ta cược là trên thế gian này không ở đâu có vườn hoa đẹp và rực rỡ sắc màu như thế này. Trời ơi, nàng ở đâu tới mà xinh đẹp như vậy? Ôi, cứu tôi với. Khu vườn của ông lão từ đó luôn được bình yên. Cô gái đó cũng biến mất. Không ai biết cô gái là ai, nhưng mọi người đoán đó là Bách Hoa Tiên Tử. Nàng vẫn luôn ở lại khu vườn của ông lão để bảo vệ những bông hoa trong vườn. Hàng ghế sau. Chết rồi, hôm nay là ngày đầu tiên sếp mới đi làm. Mình mà đi muộn sẽ gây ấn tượng rất xấu đây. Ôi, anh không nhìn đường à? Cô có làm sao không? Xin lỗi, tôi không cố ý. Nhưng có lẽ cô nên chạy chậm hơn một chút thì sẽ không va vào tôi. Anh ý anh là tại tôi chứ gì? Hình như cô đang vội đấy, còn không đi nhanh lên đi à? Anh ta là sếp mới ư? Chào mọi người, tôi là người sẽ đảm nhiệm vị trí giám đốc mới, mong mọi người giúp đỡ. Bây giờ mời thư ký biên tập nói qua về nội dung buổi họp của chúng ta hôm nay. Thưa tất cả mọi người,
có chuyện gì mà ngây người ra thế cô nương? Chợt nhớ lại mấy chuyện thôi, tớ sẽ cho cậu biết một bí mật. Tớ quyết định sẽ cưa cẩm giám đốc mới của chúng ta. Sếp mới ư? Cậu không biết anh ấy đã có gia đình ư? Một gia đình hạnh phúc với một cô vợ và một cô công chúa nhỏ. Cậu cổ hủ quá à. Giờ thời buổi này, yêu đương có quyền tự do mà. Hơn nữa, theo như tớ điều tra, cô vợ anh ấy người nhà quê, làm sao xứng với người vừa đẹp trai, vừa cá tính tài giỏi như anh ấy. Tớ quyết sẽ giành lại anh ấy bằng mọi giá. Cậu tự tin như vậy hả? Tất nhiên rồi, thân hình quyến rũ, tài năng và gia thế giàu có, tớ xứng với anh ấy hơn ai hết. Hơn nữa, chưa có ai thoát được bàn tay của tớ cả. Anh Hoàng. Vâng ạ. Có chuyện gì vậy em? Anh Hoàng tiện đường thì cho em đi nhờ xe về nhé. Xe của em bị hỏng nên phải để ở lại hầm gửi xe rồi. Đồng ý. Em chờ anh chút. Cảm ơn anh. Anh không cần ga lăng xuống mở cửa xe cho em đâu. Em tự lên xe được mà. Nè khoan, em chờ anh chút. Thành thật xin lỗi, nhưng em có thể ngồi ở ghế sau này không? Sao lại phải thế ạ? Xin lỗi em, nhưng ghế phụ là độc quyền của vợ anh rồi. Những người phụ nữ khác ngồi gần anh quá, anh không quen. Có cần cứng nhắc thế không anh? Khó chứ em, đôi khi phải có những quy tắc riêng. Em sao thế? Vẫn giận anh à? Dạ không ạ. Chỉ là em hơi không quen bị đối xử như vậy thôi. Trước đây khi anh nghèo khó, nhà chỉ có mỗi cái xe đạp. Chiếc xe đạp chỉ có một chỗ ngồi phía sau, tất nhiên là dành cho vợ anh. Khi cô ấy ôm lấy anh cảm thấy rất yên tâm. Vậy ạ? Sau này mọi thứ ổn hơn, anh mua được ô tô. Vị trí ghế phụ gần anh nhất đương nhiên vẫn là dành cho cô ấy. Chỉ cần anh quay đầu sang là nhìn thấy cô ấy rồi. Chỗ dựa lưng ghế ngồi cũng là góc độ được điều chỉnh sao cho cô ấy cảm thấy thoải mái nhất. Những thứ để ở phía trước đều là tư trang cá nhân của cô ấy. Món quà vặt mà cô ấy thích ăn, cuốn sách mà cô ấy thích đọc. Có vẻ như anh Hoàng rất yêu vợ mình. Đúng rồi, cô ấy là mối tình đầu và cũng là mối tình cuối cùng của anh. Quên, cho anh địa chỉ cụ thể nhà em đi Vân. Không anh là đi qua bây giờ. Đến ngã tư, anh cho em dừng lại là được rồi. Nhà em ở gần đó. Này, nghe tin gì chưa? Tháng này tòa soạn vượt chỉ tiêu doanh số. Tối nay tổ chức tiệc ở ba đấy. Thì sao? Hay, ba không phải đất của cậu hay sao? Hãy thể hiện mình sexy quyến rũ thế nào. Chàng trai nào mà chả đổ nữa là sếp Hoàng. Mình từ bỏ anh ấy rồi. Sao? Mới có một tuần mà cậu đã định từ bỏ dễ dàng như vậy à? Nhưng mà anh Hoàng khác. Trước nay mình chưa từng thấy người đàn ông nào trước mặt người đồng nghiệp nữ khác lại nói về vợ mình một cách tự nhiên như vậy. Chỉ qua một việc nhỏ mà anh Hoàng đã cho mình thấy mình không còn một cơ hội nào với anh ấy nữa đâu. Thôi, quên anh chàng đáng ghét đó đi. Cậu còn nhiều chàng trai khác vây quanh mà. Không, anh ấy không đáng ghét. Mình nể phục anh ấy. Mình cũng nên tìm một người đàn ông chỉ dành ghế phụ cho riêng mình mà thôi. Khi đồ vật biết nói. Nãy sếp tức giận đáng sợ thật đấy. Chị không sao chứ? Em thấy... Chị thấy không sao cả. Công việc vốn là vậy mà. Em mới đi làm, có nhiều chuyện em không hiểu đâu. Chị ăn xong rồi, chị đi trước đây. Ngày gì vậy trời? Đánh bài gì vui vui cho em nghe đi. Đi mà anh. Được rồi, em muốn nghe bài nào anh sẽ đánh bài đó. Đi cẩn thận nhé chị Lam.
Đừng nhìn chằm chằm tôi thế này nữa. Tôi chán ngấy khuôn mặt cô rồi. Từ sáng đến giờ đi đâu cũng ồn ào thế không biết. Đau hết cả đầu. Bác máy tính, bác kêu cái gì? Bác cứ thử vô tôi mà xem. Đã lâu lắm rồi cô Lam không đụng đến quyển sách nào. Không được, Lam đọc thì cô còn sống được. Như tôi đây này, sắp chết khô rồi. Chuyện gì thế này? Có phải mình đang nghe thấy cây cối, đồ vật nói chuyện không? Chắc mình mệt quá thôi. Chị Lam về rồi. Chị Lam về rồi kìa. Từ mai chị đừng đi em nữa. Chân chị phồng rộp lên rồi kìa. Chắc hôm nay mình mệt quá nên sinh ra ảo giác rồi. Đi ngủ, phải đi ngủ một giấc mới được. Hôm nay ngủ ngon nhé chị Lam. Đừng nằm khóc như hôm qua nữa. Xin lỗi bạn gói nhé. Việc lau nước mắt cho chị Lam vốn là phận sự của mình. Mình không trách bạn đâu. Nhưng không biết chuyện gì khiến chị Lam suốt ngày buồn rầu, ủ rũ thế nhỉ? Các cô nghe điện thoại thông minh tôi đây phân tích này. Chắc chắn là do lão tiền. Từ xưa đến nay tôi thấy người ta thường hay buồn khổ vì tiền. Ồ, hay cái cậu này. Có mà chính điện thoại thông minh nhà cậu mới khiến con người ta trở nên cô đơn buồn khổ ấy. Các anh đừng cãi nhau nữa. Có nhiều chuyện khiến Lam buồn khổ lắm. Anh biết chuyện gì ư? Thay vì kể mọi chuyện với tôi, giá như Lam chia sẻ với những người xung quanh thì tốt biết mấy. Chuyện công việc khó khăn, áp lực thế nào? Chuyện cuộc sống cô đơn, buồn tủi ra sao? Còn cả chuyện cô ấy thầm yêu anh chàng chơi guitar phòng bên nữa chứ. Tất cả những buồn khổ của cuộc sống, cô gái nhỏ bé của chúng ta chỉ cố gắng gượng một mình, không chịu chia sẻ cùng ai. Giá như tôi có thể kéo dài thời gian mỗi ngày để Lam có thể ngủ nhiều hơn, tôi lo cho sức khỏe cô ấy lắm. Giá như tôi đủ tiền để có thể lo liệu cuộc sống cho Lam, để cô ấy không phải vất vả lao lực. Thay vì những âm thanh điện tử, giá như tôi có thể nói ra những lời an ủi, động viên Lam thì tốt biết mấy. Giá như tôi có thể làm những trò vui thay vì chỉ lặng lẽ lau nước mắt cho Lam. Giá như Lam biết bên cạnh cô ấy vẫn luôn có chúng ta, có lẽ Lam sẽ không cảm thấy cô đơn như vậy. Cảm ơn các bạn. Thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều. Ôi, tất cả chỉ là mơ thôi ư? Không thể thế được. Mình không muốn sống những ngày tháng như trước nữa. Chị có thể ngồi ở đây được không? Được chứ ạ. Lẽ ra em có thể về sớm, không cần phải ở lại giúp chị như vậy đâu. Không có gì đâu. Em vừa giúp cũng vừa là học hỏi thôi ạ. Em vốn rất ngưỡng mộ chị. Một mình chị có thể giải quyết một núi công việc, chịu bao nhiêu áp lực. Cảm ơn em nhiều lắm. Anh gì ơi, anh có thể giúp tôi sửa cái bóng đèn bị hỏng không? Đèn sáng lại rồi đấy. Cô ở một mình, mấy chuyện này cũng khó thật. Sau này có gì cứ gọi tôi. Sao hôm nay anh trai của em ga lăng thế? Mọi hôm nhờ anh có chút việc cũng không chịu cơ mà. Đây là... Xin lỗi cô, em gái tôi vô tư quá. Cô đừng để ý, tôi về đây. Em chào chị. Sau này có gì khó khăn, chị cứ nhờ anh trai em nhé. Ừ, cho chị cảm ơn. Thì ra cuộc sống sẽ thay đổi một cách rất khác khi chúng ta chịu mở lòng và chia sẻ với mọi người xung quanh. Cô em gái đáo để. Lam, vào nhà trước đi. Anh với Mai ngồi nói chuyện với nhau lát đã. Thôi, nhanh vào nhà đi. Mẹ tưởng về muộn lại mắng cho bây giờ. Anh Thanh nói chuyện gì với Mai mà lâu thế nhỉ? Mai này,
Thứ hai tuần sau là sinh nhật mình đó. Năm nào bố mẹ cũng tổ chức sinh nhật cho mình với bánh kem lớn và rất nhiều quà. Ừ, mong là năm nay cũng vậy. Tất nhiên là vậy rồi. Mai mẹ mình đi vắng, hay là mai cậu sang đây chơi, bọn mình sẽ tập trang điểm để chuẩn bị cho buổi sinh nhật. Đi thôi Mai, nhanh không lại muộn bây giờ. Ơ kìa, anh với Mai đi đâu đấy? Cho em đi với. Mà hôm qua cậu với anh Thanh đi đâu đó? Hai đứa đang làm trò gì thế? Bọn em đang tập trang điểm. Mà anh thấy em có xinh không? Em thì xinh cái gì? Nhìn Mai kia kìa. À đúng rồi, lên phòng anh bảo anh có cái này hay lắm. Không biết anh Thanh có cái gì cho mình nữa. Thôi cậu về trước đi nhé. Mình về đây. Chiếc váy đẹp thật đấy, lại rất vừa và hợp với em. Được rồi, vào thay ra đi. Cái này là anh mua cho Mai, không phải cho em đâu. Nhớ giữ bí mật với Mai đó. Vâng, suốt ngày Mai, suốt ngày Mai. Không thể thế được. Anh Thanh suốt ngày đi với Mai, bỏ rơi mình. Phải tìm cách tách họ ra mới được. Anh Thanh, anh không biết đâu. Mai có nhiều tật xấu lắm. Để em kể cho anh nghe. Từ nãy đến giờ em nói anh có nghe không đấy? Lảm nhảm cái gì từ nãy đến giờ thế? Anh không quan tâm đâu. Thua keo này, mình bài keo khác. Mai bằng mọi giá phải giới thiệu cho anh Thanh hết girl lớp mình mới được. Anh Thanh đi đâu rồi không biết? Anh Thanh, đây là Thảo, bạn cùng lớp với em đó. Anh dẫn tụi em đi mua sách được không? Không được rồi. Anh đã hẹn sang nhà Mai học toán rồi. Giờ anh phải đi đây. Hai đứa tự mua sách nhé. À! May quá. Giờ này anh Thanh đi học thêm chưa về? Đáng đời. Xem ra sắp có trò vui để xem rồi. Hôm nay là sinh nhật mình mà chẳng thấy ai chúc mừng. Bố mẹ và anh Thanh cũng quên việc tổ chức sinh nhật cho mình luôn rồi. Lam ơi, lên xe mình chở. Hôm nay anh Thanh có việc nên về trước rồi. Cậu cứ về trước đi, mình tự về được. Chúc mừng sinh nhật Lam. Chúc mừng sinh nhật Lam. Chuyện gì thế này đây? Mấy ngày hôm nay, cả nhà mình không ai nhắc đến việc tổ chức sinh nhật, nên con nghĩ mọi người quên đúng không? Không phải đâu con gái yêu à. Tất cả là do ông anh yêu quý của cậu yêu cầu mọi người đấy. Anh Thanh muốn tạo một bất ngờ cho cậu. Thật ra, đây là quà của anh. Mấy hôm nay, anh chỉ muốn trêu em thôi mà. Không. Chiếc váy đúng là rất hợp với em. Anh phải nhờ Mai đi cùng mua mấy ngày mới chọn được đấy. Sự việc ngày hôm đó đã cho tôi một bài học vừa bất ngờ lại quý giá như chính món quà của anh trai tôi. Tôi sẽ không bao giờ để lòng đố kỵ hay sự nghi ngờ mù quáng dẫn lối hành động, để rồi quên mất đi tình cảm ấm áp, chân thành của những người xung quanh dành cho mình. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!